Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này sẽ là 8 tựa game. Bassmaster sẽ là tựa game đầu tiên. Player 1, choose. Player 1, choose.
hơi xa mà. Ở đây có 28 rồi. Fatality. Epic win. Player one, choose. Headshot. Bullseye. Anh chàng bán bánh mì à? Headshot. Finish him. Headshot. Fatality. Win. Player one, choose. Ui, có Thunder luôn. Nhưng mà lại đó rồi, có 13 rồi này. Mày quá. Headshot. Jim. Fatality. Epic win. Plan với zombie sẽ là tựa game tiếp theo. Mình sẽ đấu cái màn cuối cùng của cái trò chơi phần 1 này. Level 10, chương cuối cùng đó là chúng ta sẽ chiến đấu với con boss. Oh,
50% cái thanh năng lượng của nó rồi. Mình sẽ tiêu diệt được nó. Cố lên. Thank you.
mình sẽ review tựa game tiếp theo trong video này nhé. Chơi Inspector Indoor. Slapstick đi. Thank you.
trắng 5 trận. Sai double kill. Come on. Chơi Spawn Run nhá. Ok. Thank you.
That's it, mister. You just lost your brain privileges. Keep those feet moving, square man. Ây. Keep your eyes on the road. Woohoo! Moss always points to civilization. Like a beach, but bigger. Too much bigger. Over here. Dodging that. Over here. Uh-oh. Can I borrow a dollar? Both invertebrates, aren't we? Must be something good over here. Mình sẽ review tựa game tiếp theo, Bullet Stack.
đỡ được với khẩu đại bác quá mạnh. Uy lực của khẩu đại bác khổng lồ. Mình sẽ review tựa game tiếp theo nào. Mãi ở level 2 nha. Game over. Mình không để ý. Sẽ review Ghostmaster, tựa game cuối cùng trong video này. Cộng 10, cộng 30, rồi cộng 40. Có vượt tháp không? Ui, không vượt tháp được à? Đáng tiếc nha.
Mình nghĩ X2 là chuẩn rồi. Cao tít luôn. Vẫn không vừa được tháp. X3 cộng 10 ấy à, xem có giành chiến thắng được không. Chiến đấu phù thủy ạ. Win rồi. Ok, và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe, comment để lấy ý kiến của mình nha. Thank you, goodbye. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.